Nếu hôn nhân chỉ là thứ dễ dàng dứt bỏ như cô nói thì con người ta đâu cần phải cố gắng để làm gì. Em gửi chị hồ sơ của ứng cử viên marketing online. Nếu như người đó có muốn mức lương cao hơn một chút thì em cứ đồng ý đi, chị duyệt cho. Dạ, chào giám đốc. Tôi là Hòa, chuyên viên marketing online mới của công ty. Anh cứ gọi em là Tuyết giống như trước đây là được rồi. Bà Tuyết là người yêu cũ của ông Hòa, yêu từ hồi còn sinh viên đó. Mấy ai nằm võng mà không đưa, mấy ai gặp lại người xưa mà không nhìn. Giữa anh với Tuyết chỉ là giám đốc và nhân viên, không có làm chuyện gì mà ám hết, anh thề với em đó. Làm việc với nhau kiểu gì mà hôm nay trên người anh không chỉ có mùi nước hoa mà còn có vết son của cô ấy. Ủa Ngân, tại sao lại ở đây? Không đến đây sao em có thể chứng kiến được cảnh vui này? Ngân, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Con nến, có rượu và cả nước mắt nữa. Vậy phải hiểu như thế nào cho đúng đó. Hôn nhân cuối cùng cũng chỉ là một tấm giấy với hai chữ ký mà thôi. Nếu sai thì mình xé bỏ, vậy là xong mà. Mọi người đang làm gì vậy? Mẹ cho Ni uống sữa. Anh giúp em nấu ăn. Nhưng mà Ni không uống. Đồ ăn khét hết rồi. Vậy tối nay làm sao? Thì mình đi ăn tiệm. Ừ, được á. Nếu như con không về kịp thì cái nhà này sẽ như thế nào? Chắc hơn cỡ này một chút.